Chuỗi các sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam và Festival trái cây sản phẩm ô cốp Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, trong đó có phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được các đơn vị phối hợp triển khai. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trước, trong và sau cho những ngày diễn ra sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam và Festival trái cây sản phẩm ô cốp Việt Nam năm 2022. Trong đó tập trung kiểm tra, giả soát các phương án chữa cháy tại các cơ sở trọng điểm, phương án xử lý sự cố cháy nổ lớn có huy động nhiều lực lượng tham gia. Đơn vị cũng tăng cường công tác trực ban, trực chiến, trực chỉ huy 24 trên 24 giờ, giải quyết kịp thời những tình huống cháy nổ xảy ra, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những ngày diễn ra chuỗi sự kiện.